quý vị và các bạn, theo lộ trình số hóa truyền hình, sau ngày 30 tháng 12 năm 2016 sẽ tắt sóng truyền hình tương tự analog hoàn toàn đợt 1 giai đoạn 2 tại 8 địa phương là Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Bình Dương, Vĩnh Long và Hậu Giang, nâng tổng số địa phương tắt sóng truyền hình tương tự ở Việt Nam lên con số 13. Yêu cầu được đặt ra là trước khi tắt sóng phải đảm bảo làm sao cho người dân vẫn xem được các chương trình truyền hình liên tục mà không gián đoạn. Điều này cũng đồng nghĩa những đối tượng hộ nghèo, cận nghèo cần phải được hỗ trợ kịp thời đầu thu DVB-T2 và người dân không thuộc đối tượng này phải chủ động chuyển đổi thiết bị thu xem. Thực tế, công tác này được thực hiện như thế nào trước giờ G? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của chương trình. Vĩnh Phúc là một trong 8 địa phương chính thức tắt sóng truyền hình tương tự analog sau ngày 31 tháng 12 năm 2016. Theo đó, sau thời gian này, các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh sử dụng TV truyền thống sẽ không xem được các kênh chương trình truyền hình như trước. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên VTC, đa phần người dân ở đây đã nắm bắt được điều này. Hôm nay, chị Phạm Thị Mơ ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đến đại lý này để tìm hiểu và mua cho gia đình một chiếc đầu thu kỹ thuật số mặt đất. Bởi vì chị Mơ được biết chỉ còn hơn một tuần nữa là tỉnh Vĩnh Phúc sẽ dừng phát sóng theo công nghệ cũ. Khi điều đó xảy ra, gia đình chị sẽ không xem được chương trình truyền hình miễn phí như trước. Sau khi đã chọn cho mình một chiếc đầu thu theo chuẩn DVB-T2 và được phía đại lý trực tiếp hỗ trợ lắp đặt đầu thu, chị Mơ đã xem được các kênh truyền hình số theo công nghệ mới nhất theo lộ trình số hóa của chính phủ. Với chương trình phong phú hơn, hình ảnh sắc nét hơn, chị Mơ khá hài lòng với chiếc đầu thu mới này. Cũng được biết là chị xem trên truyền hình thấy là từ 31 tháng 12 tới của năm 2016 này thì là chương trình của TV là cắt một số kênh nên là nhà chị cũng có nhu cầu là chị muốn mua một chiếc đầu thu mới để mà cho nó xem được nhiều kênh hơn và nó cái độ sắc nét của nó cao hơn. Sau khi mà lắp xong thì chị xem thì chị thấy là cái này nó cũng dễ sử dụng và vì nó họ hướng dẫn bằng mình bằng tiếng Việt cho nên là mình cần chuyển kênh hoặc là mình dò các cái chương trình thì mình thấy là nó dễ dàng hơn. Đấy, thế hay nữa là cái độ sắc nét của nó cũng cao. Còn đây là gia đình ông Phạm Văn Mìn, cũng ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, là hộ gia đình nghèo nằm trong danh sách đối tượng nhà nước hỗ trợ đầu thu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nên tại thời điểm ghi nhận là giữa tháng 12 năm 2016, gia đình ông Mìn đã được các cán bộ kỹ thuật của công ty VNPT Technology thực hiện hướng dẫn và lắp đặt đầu thu miễn phí. Có như thế bác, đây là cái đầu thu IGT202 của VNPT Technology sản xuất. Vâng. Cái hàng này thì được sản xuất tại Việt Nam, vâng. Công ty sản xuất tại một trong công ty Việt và một cái nhà máy ở trên Láng Hòa Lạc. Vâng. Thì hiện nay cái đầu thu truyền hình số DVB-T2 IGT202 của VNPT là đã được chọn là sản phẩm trong cái đề án số hóa truyền hình của chính phủ. Vâng. Hôm nay cho đến cho hướng dẫn cho bác cách lắp đặt về cái sản phẩm này. Vâng. Và thì đầu tiên mở hộp ra thì bác có cái sản phẩm về cái đầu thu này. Vâng. Đây đầu thu. Vâng, bác xem qua cái đầu thu. Vâng. Vâng, đấy. Vâng, đây là cái rất là về cái giao diện. Ở ngoài đó bác có thể ấn nút, vâng. Điều khiển ấn OK, vâng. Menu, vâng. Và chọn kênh tiếng đây ạ. Vâng. Cái giao diện là những số kênh nó sẽ hiện lên cái màn hình này. Vâng. Và nếu mà mất điều khiển thì bác có thể ở mở nút tay vẫn bình thường. Vâng. Còn về cái lắp đặt sau này thì có cái những chức năng sau. Ví dụ như đây là cổng vào anten. Vâng. Vâng. Đây là mình sau khi mình đấu anten dàn đấy thì mình lấy đường vào mình cắm vào đây. Vâng. Vâng. Tiếp theo là cái đầu ra của cái anten, tức là mình có thể chia thêm một cái tivi nữa. Vâng. Nhưng mà tuy nhiên cách chia tivi đấy thì hai tivi chỉ cùng xem một kênh thôi. Vâng. Chứ không thể xem hai tivi hai kênh nó khác nhau được. Còn tiếp đây là cái cổng AV. Vâng. Tức là cái để truyền tín hiệu tiếng và hình lên tivi của nhà bác. Đấy, và cái chất cổng nữa là cổng HDMI, tức là cái cổng này có thể là đưa lên hình ảnh sắc nét hơn, nhưng mà dùng cho những tivi có cái cổng này mình mới kết nối được. Như tivi nhà bác, tivi này thì chỉ dùng cái AV là được rồi. Vâng. Và đây là cái USB, thì cái này cổng USB thì bác có thể dùng xem thêm cái clip âm nhạc ở cốc USB thì mình cắm lên mình xem trên TV. Và đây là cái cổng nguồn. Vâng. Vâng, thì nguồn đây là nguồn 12V bác nhá. Vâng. Thì phải đưa theo đúng cái cổng nguồn của cháu. Vâng, đây. Vâng. Cái TV này còn có thêm cái điều khiển này nữa. Vâng, vâng. Để bác ngồi từ xa có thể điều khiển được cái đầu kiểu thu này. Vâng. Ví dụ trên điều khiển thì có những chức năng đơn giản như đây là chức năng về tiếng to, vâng. Nhỏ. Vâng. Chức năng về kênh, chú, vâng. Bác có chuyển kênh. Rồi còn những cái chức năng khác như vào menu, cài, vâng. Đặt thêm những chức năng khác thì bác có thể vào ấn vào menu. Và đây những cái tiến lên tiến xuống, vâng. Những cái nút và chọn kênh có thể là bác ấn số, và còn những nút trên này thì có thể là đang xem một cái chương trình này, bác con tua đi tua lại, vâng. Xem một cái chương trình khi mà đi lại cái chương trình, và sau đây cháu sẽ hướng dẫn bác cái cách lắp đặt trực tiếp. Vâng. Sau khi bác lắp dàn anten, vâng. Bác
có thể lắp vào đây, đây là cổng anten vào. Vâng. Vâng. Thì sau đấy thì do tivi nhà mình là tivi đời cũ, thì cháu sẽ lắp cho bác cái đường dây AV. Vâng. Tại vì bác ở đây là không có cái cổng HDMI để cho hình ảnh chắc nét hơn. Vâng. Vâng. Đấy, thì cháu sẽ hướng dẫn bác sử dụng cái điều khiển này. Vâng. Thì đầu tiên thì mình sẽ bật, nó hiện thì hiện lên mình có là những cái kênh mà mình được xem thôi. Còn nếu mà bác để mà dò kênh tự động thì nó sẽ hiện lên tất cả những cái kênh mà trả tiền nữa cộng của các đài khác phát thì mình không xem được, nhưng mình để như thế nó sẽ rất rườm rà, thì trên cái danh sách kênh mình để sẽ gọn hơn. Các đây là thời gian chờ để dò kênh. Bác chờ thì sau khi bác dò kênh thì bác có thể dùng thêm cái chức năng của menu, tức là nằm ở cái menu này. Vâng. Thì bác có thể điều khiển trên cái đầu này. Trong cái thời gian gần đây thì qua theo dõi TV tôi thấy rằng là có một số kênh là nó không có tín hiệu, thế thì tôi có đến mua cái đầu kỹ thuật số về gia đình lắp, thì nói chung là xem là đảm bảo được cái độ nét, hai nữa là xem được nhiều kênh, gia đình cũng là rất là hài lòng. Đây chỉ là một trong vài số rất nhiều gia đình ở Vĩnh Phúc được trải nghiệm các chương trình truyền hình theo công nghệ mới. Các đại lý bán đầu thu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, còn ít ngày nữa là tỉnh tắt sóng truyền hình tương tự. Do đó, thời điểm này, người dân đi mua đầu thu và TV tích hợp đầu thu kỹ thuật số rất nhiều. Lượng tiêu thụ đầu thu trên thị trường hiện tại gấp 5 đến 6 lần so với trước. Chỉ cần bỏ ra khoảng 600 nghìn là người dân đã được một chiếc đầu thu, có thể xem được hàng chục chương trình truyền hình miễn phí. Trong đó có đến gần 10 kênh theo tiêu chuẩn HD. Các đại lý cho biết, người dân tại tỉnh Vĩnh Phúc sẽ không bị gián đoạn khi xem truyền hình, vì hầu hết họ đã biết thông tin cắt sóng truyền hình tương tự sau ngày 30 tháng 12 năm 2016. Cách đây 2 tháng rồi, thì Vĩnh Phúc đã có cắt thử nghiệm một số vùng mất sóng. Và trong thời gian đấy thì anh thấy rằng là rất nhiều khách đại lý là không, dân là không xem được, nhiều TV không xem được truyền hình, và cái sức mua rất tăng. Và đến giờ 30 tháng 12 này thì chương trình lộ trình là cắt tất của chính phủ, thì chắc anh tin tưởng rằng dân sẽ phải mua nhiều hơn. Hiện giờ thì cũng rất nhiều người dân cũng tìm gọi điện đến tham khảo và tìm hiểu về các đầu thu T2, nhưng sức mua chắc là phải chờ đến ngày bán thì sẽ tăng lên nhiều. Còn hiện giờ thì có bán tăng lên nhưng chưa nhiều, dân cũng quan tâm thôi, họ quan tâm nhiều hơn là mua. Theo như quan điểm của bọn tôi thì chắc người dân sẽ không bị như thế, không bị gián đoạn, bởi vì người ta cũng đã biết thông tin này và cũng có chuẩn bị. Nên có thể gián đoạn nhất định nhưng không đáng kể. Vâng, thông tin đã có rồi. Với cái sức mua của người dân ở huyện Yên Lạc cũng như là tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, nếu khi mà thông tin của truyền hình mà đã được thông báo trước ngày 31 tháng 10, sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 thì chương trình Ananok sẽ cắt toàn bộ, thì với người dân ở Vĩnh Phúc thì chắc chắn cũng sẽ không bị bất ngờ trước cái thông tin này, vì là cái mức mua sắm từ thời gian lần 1 đến lần 2 này thì cũng đã tăng hơn những ngày thường rất là nhiều, nhất là vào cái dịp Tết Nguyên Đán gần cuối năm này thì sức mua sắm kể cả những hàng điện máy và những hàng gia dụng thì sẽ tăng rất nhiều so với những ngày thường. Với việc phát sóng truyền hình theo chuẩn công nghệ mới, có thể thấy chất lượng đầu thu truyền hình của người dân Vĩnh Phúc đã được cải thiện rất nhiều. Với số kênh thu miễn phí khoảng 60 kênh, nội dung đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu của người dân. Không chỉ tại Vĩnh Phúc, theo ghi nhận của phóng viên VTC, tại một số địa phương khác như Bắc Ninh, Hưng Yên, Bình Dương, Vĩnh Long thuộc nhóm 1, giai đoạn 2 thực hiện chuyển đổi số hóa truyền hình, các hộ gia đình cũng đều ý thức được việc phải mua thêm đầu thu truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2 để xem các chương trình truyền hình miễn phí. Tại Bắc Ninh, Vĩnh Long, các hộ gia đình thuộc những hộ nghèo hiện đã được hỗ trợ bộ đầu thu bắt sóng truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 từ sớm theo chương trình Quỹ Viễn thông Công ích của nhà nước. Với chiếc đầu thu mới này, gia đình họ đã có thể xem truyền hình với âm thanh, hình ảnh sống động hơn. Từ khi nhà nước cung cấp cho cái đầu thu này thì nói chung là xem tốt lắm. Thế còn cái trước kia có thì xem chụp chặt, sang cái này thì xem tốt lắm, mà bảo đảm ngon. Vậy thì kể từ khi có đầu thu DVB-T2 thì ông xem được nhiều kênh hơn không ạ? Và ông thích nhất là kênh nào ạ? Xem thì nhiều lắm, tức là 60 kênh. Theo tôi được bà về bắt thử đấy, 60 kênh. Thế nhưng mà xem bà nhà tôi là thích nhất là cái kênh VTC7. Nó hay nhiều phim,
Thế thì không biết là trước đây thì trước khi mà lắp cái đầu này thì đã có cái kênh VTC7 đấy chưa ạ? Có nhưng mà không xem được mấy. Nó cứ trục trặc nhấp nháy, nó không xem được. Nhưng mà khi có cái này thì xem tốt. Có địa phương hỗ trợ khoảng một năm nay. Thì gia đình thì mà sử dụng xài coi kênh Đài Vĩnh Long 1, Vĩnh Long 2 với Hậu Giang. Đấy, rất rõ là mấy cái kênh đài đó rất hay. Vậy thì với chiếc đầu thu này thì gia đình mình thu được bao nhiêu kênh và nó có cái đáp ứng được cái nhu cầu xem truyền hình của gia đình mình không ạ? Chiếc kia là coi như chưa được cái hỗ trợ cái đầu thu này là chỉ gia đình chỉ xài cái chỉ được có một đài Vĩnh Long 1 thôi. Tại các địa bàn khác, mặt hàng đầu thu truyền hình số mặt đất cũng như TV tích hợp DVB-T2 cũng được người dân quan tâm hơn khi thời điểm tắt sóng analog hoàn toàn đã đến gần. Nắm bắt được nhu cầu của người dân, các đơn vị hiện đang cung cấp đầu thu truyền hình số hợp chuẩn hợp quy ra thị trường, đã có những tính toán nhất định đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hàng. Chia sẻ với phóng viên chương trình, các đơn vị sản xuất trực tiếp như VNPT Technology hay các đơn vị nhập khẩu, phân phối cho biết, rút kinh nghiệm từ những lần tắt sóng trước tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng. Họ đã có sự chuẩn bị chu đáo về nguồn hàng, cũng như làm việc chặt chẽ với các đại lý bán lẻ của địa phương để nắm bắt nhu cầu đầu thu DVB-T2 tại từng khu vực. Gói thầu mới trúng, tức là lần 3 này là khu vực Vĩnh Phúc, chúng tôi được hơn 12.000, khu vực Hà Nam được khoảng 15.000, khu vực Hậu Giang là 3.500, khu vực Vĩnh Long là cũng khoảng 3.000 nữa, thì tổng số là chúng tôi có thêm 35.000 trong cái giai đoạn cuối tháng 12 này. Thì theo yêu cầu là sẽ thực hiện tắt sóng vào cuối tháng 12, thì đến ngày hôm nay là chúng tôi cũng đã hoàn thành được khoảng độ 80% khối lượng công việc, trong khi đó là chúng tôi dự kiến là hết tuần này là chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ là 35.000. Mà trong khi đó là yêu cầu là phải 30 tháng 12, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành trước kế hoạch khoảng một tuần để đảm bảo cái lộ trình tắt sóng của nhà nước. Thì sau khi thông báo là các kênh truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long á, là sẽ ngừng phát sóng analog từ 0 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2016 để chuyển qua phát công nghệ truyền hình kỹ thuật số mặt đất, thì công ty tiếp nhận được rất là nhiều cuộc điện thoại tư vấn từ khách hàng về cái sản phẩm đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất DVB-T2. Các thắc mắc của khách hàng về cái ảnh hưởng đối với cái dịch vụ truyền hình khác như là truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh. Thì bên cạnh đó thì cái lượng tiêu thụ đầu thu của công ty thì cũng tăng rất là nhiều so với trước khi tắt sóng là thông báo là ngưng tắt sóng analog. Thì công ty truyền hình Phương Nam là công ty trực thuộc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, thì cũng được phân công cái nhiệm vụ là tuyên truyền số hóa sâu rộng đến các địa phương trong tỉnh. Thì phương thức tuyên truyền của bên mình là tuyên truyền lưu động. Bên mình lồng ghép vào công tác tuyên truyền đó là giới thiệu những cái sản phẩm đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất đó, là đã có được hợp chuẩn hợp quy. Thì ví dụ như là mình sẽ giới thiệu về cái sản phẩm của công ty mình mang thương hiệu THBL, để cho người dân là sẽ có được cái thông tin về cái sản phẩm khi tìm mua. Thì ban giám đốc công ty mình cũng có cái kế hoạch để đáp ứng đủ cái sản phẩm đầu thu mang thương hiệu THBL của công ty để phục vụ cái nhu cầu xem truyền hình của người dân, cũng như là không để người dân gặp khó khăn trong việc tìm mua sản phẩm. Với sự hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Số hóa Truyền hình địa phương, theo chương trình hỗ trợ viễn thông công ích cũng như sự cung ứng kịp thời về thiết bị của các doanh nghiệp, hiện tại người dân tại 8 tỉnh thành sẽ tắt sóng analog đợt 1 giai đoạn 2 đã có đủ điều kiện để xem truyền hình số mặt đất DVB-T2. Và chúng tôi đã được Ủy ban tỉnh giao làm chủ cái đề án là hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo. Và đặc biệt hộ nghèo ở đây là hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh Bình Dương, tức là cao hơn cái tiêu chí của chuẩn nghèo quốc gia. Và do vậy là cái hỗ trợ của cái nhà nước thì đối với tỉnh thì không có. Chúng tôi không nằm trong diện đó, thì tỉnh dùng ngân sách của tỉnh để hỗ trợ cho 1.781 hộ nghèo theo cái đề án của tỉnh. Và tính thời điểm này thì chúng tôi đã trang bị được cho 1.361 hộ nghèo có đủ các cái điều kiện, đặc biệt là trong số những hộ nghèo này thì trong lúc thực hiện cái đề án hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số thì có 300 hộ nghèo là họ đã lắp đặt các cái dịch vụ, sử dụng các cái dịch vụ truyền hình trả tiền. Do vậy thì thấy cái nhận thức của người dân, kể cả những hộ nghèo, trong cái việc là chuẩn bị
tiếp nhận các cái thông tin thông qua cái hệ thống truyền hình là rất là tốt. Tùy vào khu vực mà khán giả có thể xem được số lượng kênh chương trình khác nhau, nhưng nói chung khán giả có thể xem được các kênh của đài truyền hình kỹ thuật số VTC, đài truyền hình VTV của đài RTB và với ở khu vực miền Bắc và đài SDTV ở trong khu vực miền Nam, số lượng kênh trung bình dao động từ khoảng 50 kênh trở lên. Song sau đó thì để đáp ứng được cái chất lượng cũng như là cái yêu cầu của người dân thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và chúng tôi cũng đã có những kế hoạch để cho những cái năm tiếp theo, tức là sản xuất thiết bị hay là nghiên cứu để đổi mới để cho phục vụ cái lộ trình số hóa mặt đất của chính phủ. Chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có những sản phẩm thật tốt đến với tay người dân. Cục Tần số và Tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị trực tiếp chủ trì triển khai số hóa truyền hình ở Việt Nam. Lãnh đạo đơn vị này cho biết, việc tắt sóng truyền hình analog không chỉ tác động đến người dân, chủ yếu là các hộ nghèo, cận nghèo, dùng TV thế hệ cũ, mà còn liên quan đến các hộ gia đình của 13 tỉnh thành trên cả nước đến thời điểm này. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trúng thầu đã và đang nỗ lực đảm bảo cho các hộ dân xem được truyền hình công nghệ số, nắm bắt kịp thời thông tin, chủ trương, chính sách của nhà nước. Triển khai thì thấy rằng là các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã hết sức cố gắng để mà cung cấp cái thiết bị thu số hay là gọi là set-top box ra thị trường. Ví dụ như là công ty VNPT Technology của VNPT, rồi công ty TC Group ở thành phố Hồ Chí Minh, họ trang bị các cái dây chuyền tự thiết kế và thi công hoàn chỉnh các cái set-top box và đưa ra thị trường một cái khối lượng khá lớn. Nhà nước thì cũng có chính sách trong khuyến khích, ví dụ như là trong đấu thầu để cung cấp cho gói sản phẩm hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo thì có ưu đãi về giá sản xuất trong nước cho các doanh nghiệp này. Đại diện Cục Tần số và Tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, có được điều đó là bởi các địa phương đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình bằng nhiều hình thức trong một thời gian dài trước đó. Qua đó, tỷ lệ hộ dân nhận thức được việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất đạt rất cao. Tình hình triển khai phủ sóng số DVB-T2 của các đơn vị truyền dẫn phát sóng VTV, VTC, SDTV đã cơ bản bao trùm toàn bộ các địa phương. Hầu hết các cái tỉnh, thành phố thì cam kết là sẽ thực hiện được xong trước ngày 25 tháng 12. Và như vậy thì chúng ta là hoàn thành về cơ bản cái việc hỗ trợ chuyển đổi cho người dân, hộ nghèo và cận nghèo. Còn đương nhiên những hộ mà không thuộc diện nghèo và cận nghèo thì phải tự trang bị set-top box để chuyển đổi. Thông qua cái hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là cái tuyên truyền trên phương tiện truyền hình ráo riết trong những ngày cuối, thì hy vọng rằng là các hộ cũng sẽ nhận thức được để mà thực hiện cái việc tự chuyển đổi. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ có sự chuẩn bị kỹ với các giải pháp tương đối đồng bộ và sự quyết tâm của các địa phương, đơn vị, các đài phát thanh truyền hình, các doanh nghiệp tham gia đề án nên lộ trình số hóa đã được triển khai thành công trên tất cả các mặt, từ công tác tuyên truyền, triển khai phát sóng truyền hình số mặt đất đến công tác thiết lập thị trường đầu thu, công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả thành công của giai đoạn 2 đã có ảnh hưởng tích cực đến hệ thống truyền hình của cả nước, đáp ứng nhu cầu của người dân về xem truyền hình chất lượng cao. Đó là công tác tuyên truyền, quảng bá và phối kết hợp giữa các đơn vị cung ứng đầu thu với các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, từ đó đảm bảo nguồn cung không bị khan và người nghèo thuộc diện hỗ trợ không bị lỗ nhịp với sóng truyền hình số. Thực tế ghi nhận khi ngắt sóng truyền hình số hoàn toàn tại 8 địa phương vào ngày 30 tháng 12 tới, thì có khoảng 80.000 hộ gia đình thuộc đối tượng cần phải hỗ trợ đầu thu DVB-T2. Đến thời điểm này, công tác hỗ trợ theo chương trình viễn thông công ích được khẩn trương như thế nào? Hãy cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với đại diện Quỹ Viễn thông Công ích, Bộ Thông tin và Truyền thông, đơn vị có chức năng hỗ trợ triển khai đầu thu kỹ thuật số theo chuẩn công nghệ DVB-T2 cho các hộ gia đình nghèo. Vâng, trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia phỏng vấn chương trình của đài truyền hình VTC, là đơn vị hỗ trợ triển khai cái đầu thu cho người dân theo cái đề án số hóa truyền hình. Xin ông cho biết là cái kế hoạch triển khai đến thời điểm hiện tại và đến nay thì mình đã hỗ trợ được
bao nhiêu tỉnh thành trên cả nước và bao nhiêu cái hộ gia đình. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định số 2451 về đề án số hóa truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình đến năm 2020. Theo đó thì đến năm 2020 nước ta sẽ thay thế cái truyền hình tương tự bằng truyền hình kỹ thuật số. Trong quá trình đó thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho các hộ nghèo và cận nghèo đầu thu truyền hình từ mặt đất để đảm bảo cho người dân tiếp cận được thông tin, cũng như là những người nghèo sẽ có điều kiện tiếp cận những công nghệ mới về truyền hình. Các cái chính sách đó được thể hiện cụ thể qua quyết định 2451 cũng như là quyết định 1168 của Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai thực hiện cái đề án này thì trong năm 2016 vừa qua, giai đoạn 1 thì chúng ta cũng đã hoàn thành việc tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Và theo kết luận của phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam, đến thời điểm 30 tháng 12 năm 2016 sẽ tắt sóng tại 8 thành phố, đó là Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Vĩnh Long và Hậu Giang. Ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông với chúng tôi được Bộ Thông tin và Truyền thông giao làm chủ đầu tư dự án hỗ trợ đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất cho các hộ nghèo và cận nghèo giai đoạn 2. Sau khi được nhận nhiệm vụ thì do thời gian gấp, chúng tôi cũng đã tổ chức thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định pháp luật về đầu tư. Cụ thể là trong đợt này chúng tôi đã được phê duyệt cái dự án là hỗ trợ cho 8 tỉnh nêu trên với tổng số mà số hộ nghèo cần hỗ trợ là hơn 80.000 hộ. Và cho đến ngày 6 tháng 12 vừa qua, chúng tôi cũng đã hoàn thành cái việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với các nhà thầu là trúng thầu. Cụ thể thì sau khi ký hợp đồng thì các nhà thầu cũng đã thông qua các cái phương án triển khai lắp đặt với lại các cái địa phương, và hiện nay thì đang trong quá trình lắp đặt. Tính đến ngày hôm nay thì về cơ bản khoảng độ 60% số đối tượng cần hỗ trợ thì cũng đã được hỗ trợ. Hiện nay các nhà thầu cũng phối hợp với các địa phương đang tích cực thực hiện. Thưa ông, thì trong cái giai đoạn 2 này thì có bao nhiêu nhà thầu tham gia và ông đánh giá về chất lượng nhà thầu như thế nào? Trong cái đợt mà tắt sóng 30 tháng 12 năm 2016 vừa qua thì do thời gian gấp, chúng tôi dùng cái hình thức lựa chọn nhà thầu là mua sắm trực tiếp, và kết quả chúng tôi đã lựa chọn được nhà thầu, chúng tôi chia thành 3 gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt. 3 gói thầu này cụ thể là đối với gói hộ tỉnh Hậu Giang và Vĩnh Long là liên danh VNPT Technology và VNPost là trúng thầu. Đối với gói thầu Hưng Yên và Hải Dương là Tổng ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC trúng thầu. Và đối với gói thầu của 3 tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc thì cũng là nhà thầu liên danh nhà thầu VNPT Technology và VNPost thực hiện. Thực ra thì các nhà thầu này cũng là những nhà thầu mạnh về cung cấp thiết bị, đồng thời hoặc là liên danh với lại Tổng Ty Bưu điện Việt Nam, hoặc là có nhà thầu phụ là Tổng Ty Bưu điện Việt Nam, họ có mạng lưới đến tận xã, cho nên là việc nắm về thiết bị thì cũng đảm bảo cái tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Về quá trình lắp đặt thì cũng gần dân, gần cơ sở, cho nên nó cũng có cái thuận lợi và triển khai nó cũng được nhanh chóng. Thưa ông, thì trong quá trình triển khai cái đầu thu cho người dân thì ban quản lý chương trình quỹ dịch vụ viễn thông công ích có gặp vấn đề gì khó khăn hay không? Trong quá trình triển khai thì chúng tôi thấy là cái cũng có rất nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là các địa phương cần phải tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê để có một cái danh sách chính xác, đầy đủ và đúng chính sách của nhà nước. Cái thứ hai là phải tuân thủ các cái quy định của nhà nước, của pháp luật về đầu tư, về đấu thầu, cho nên nó cũng rất mất thời gian. Thứ ba là trong quá trình lắp đặt thì cũng đòi hỏi cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng, rất là tích cực và phải
có hiệu quả của cả chủ đầu tư, của cả nhà thầu và của địa phương. Địa phương thì từ tỉnh đến huyện, đến xã, đến thôn, và địa bàn thôn là địa bàn gần dân nhất, họ mới biết hộ nghèo này là ở chỗ nào và cũng hướng dẫn, đồng thời là hỗ trợ cho anh em đi lắp đặt trực tiếp. Và chúng tôi cũng thấy có một cái khó khăn nữa, đó là cái việc mà sau khi mà lắp đặt thì các cái thủ tục để xác nhận thì lại cái số lượng nó lớn, và mỗi một hộ lại có một cái bộ hồ sơ từ đơn cho đến xác nhận sau khi lắp đặt mà làm từ dưới cơ sở lên, thì cũng là một cái khối lượng công việc rất lớn cho các nhà thầu và địa phương. Và đối với chúng tôi thì cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Hiện nay trên địa bàn 8 tỉnh đang thực hiện hỗ trợ đợt này, thì chúng tôi cũng đang có các cái đoàn đi kiểm tra giám sát thì cũng, và đảm bảo được cái đúng chính sách của nhà nước. Cuối cùng xin ông cho biết là cái kế hoạch triển khai trong thời gian tới như nào? Theo cái phiên họp lần thứ 12 của Ban chỉ đạo đề án số 2 truyền hình Việt Nam, thì đến thời điểm mùng 1 tháng 7 năm 2017 sẽ dừng tắt sóng tại 15 tỉnh, cụ thể là Tiền Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bình Định, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Thái Bình, Nam Định, Bình Thuận, Bến Tre, Đồng Tháp và An Giang. Hiện nay chúng tôi cũng đang tích cực chuẩn bị làm cái thủ tục đầu tư, đặc biệt là đề nghị Ủy ban dân các tỉnh có cái phương án để tổ chức thực hiện cái việc này. Thì thực ra thì theo các quy định hiện nay của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ Ủy ban dân các tỉnh cũng rất là nặng nề. Đối với chúng tôi thì đặc biệt là vấn đề cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn mà đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định của pháp luật để thực hiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rút kinh nghiệm của các cái đợt đã làm trước để hoàn thiện về cái công tác tổ chức bộ máy nhân sự, các quy trình nghiệp vụ của ban, làm sao mà cố gắng là cũng đảm bảo được cái tiến độ mà Ban chỉ đạo đề án số truyền hình Việt Nam đã quyết định. Cũng thông qua cái việc này thì cũng rất mong là các cái địa phương tăng cường công tuyên truyền đối với nhân dân để hiểu đúng chính sách của nhà nước, để việc triển khai thực hiện nó được hiệu quả nhất, và đồng thời thì cũng tích cực tổ chức chỉ đạo các cái ban ngành địa phương trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ mà Thủ tướng giao liên quan đến việc hỗ trợ đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất cho hộ nghèo, cận nghèo. Cụ thể là việc xác định cái danh sách một cách chính xác, kịp thời để chúng tôi làm các thủ tục đầu tư nó được thuận lợi, và sau này quá trình triển khai lắp đặt nó được nhanh chóng, đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, không trùng, không sót. Qua thực tế lắp đặt thì chúng tôi cũng thấy rằng đây là một cái chính sách mà được các địa phương cũng như là các hộ nghèo, cận nghèo, những đối tượng thụ hưởng chính sách này thì cũng là rất là phấn khởi. Qua tiếp xúc thì bà con cũng thấy rằng là cái chính sách của nhà nước về thay đổi công nghệ và có hỗ trợ cho người nghèo thì rất là tốt. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là lộ trình số hóa truyền hình ở Việt Nam đang diễn ra theo đúng tiến độ. Đến hết năm 2016, đa phần người dân của 13 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tiếp cận được với công nghệ truyền hình số mặt đất DVB-T2. Qua đánh giá của các hộ gia đình, với truyền hình số mặt đất có nhiều điểm khác biệt so với truyền hình thế hệ trước đó là không chỉ về chất lượng hình ảnh và âm thanh được tốt hơn, mà số lượng kênh truyền hình thu được miễn phí cũng phong phú hơn rất nhiều. Hy vọng rằng không chỉ với đối tượng hộ nghèo không bị gián đoạn thu xem nhờ được hỗ trợ kịp thời đầu thu DVB-T2, các gia đình khác đang xem truyền hình miễn phí cũng chủ động để thay đổi thiết bị thu xem truyền hình, nhất là tại 8 địa phương như chương trình đề cập. Tới đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem thông tin chi tiết tại website www.sohoatruyenhinh.vn hoặc gọi điện đến tổng đài 0511-1022 để có những thông tin cần thiết nhất về đề án số hóa truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.